Vâng, để tiếp theo chương trình, mời quý vị thưởng thức một giọng nam cao, lời bài hát thiết tha, tình tứ say đắm lòng người. Bài hát có tựa đề Đi tìm câu hát lý thương nhau, nhạc và lời Vĩnh An qua phần thể hiện của anh Đức Hậu đến từ tổ Liên gia số 2. Mời quý vị cùng thưởng thức. Ôi biết mấy